Hello Rồi, lại cun. Học từ mới chưa? à. Học từ mới chưa? Tao Rồi. chưa gửi cho thầy. Quên. Quên gửi hay là chưa gửi, chưa học? Quên. Chưa học đúng không? Chưa học chắc chắn. Chắc chắn là chưa học. Đúng chưa? Chắc chắn là chưa học rồi. Nào, tiếp tục hôm nay ta ôn thi, ôn luyện thi tự kỷ nào. Nào. Đâu thầy? Nó ghi là thần mạnh cùng đang chia sẻ là thầy. Đấy là máy con liên quan đến máy thầy. Thấy chưa? Máy thầy kém thì mới thế chứ. Lại máy thầy. Ấy bây giờ mới lên này. Đây là do mày con liên quan đến máy thầy. Mày có mắc cắn như này. Con dùng wifi đúng không? Vâng. Con nhìn thấy thầy có dùng, thấy thầy dùng mạng dây chưa? Thế mạng dây với mạng wifi cái nào khỏe hơn? Đâu còn thấy đâu à. Đâu có thấy mọi người đâu. Nhiên là wifi phải không? Wifi là khỏe hơn mạng dây, thầy cũng chịu. Chả thế. Read the Thầy passage chả and biết answer gì. the questions below. Câu nào đó rồi? Read the passage and answer the questions below. Now, Yeah. A. Đọc kỹ và trả lời câu hỏi. Con chó à. Đọc kỹ. Này con làm gì mà. Đọc và trả lời hết 5 câu đấy, chứ không phải là làm một câu đâu.
Rồi thầy. Thành. Là tiếng Việt à? Affinity. Who is Stuart Kenneth Jones? My best friend. Rồi nhá, bây giờ cứ tích vào đây. Xong rồi tí nữa chấm điểm xem được bao nhiêu. Xem được câu nào đúng rồi bắt đầu mới quay lại chữa, không chữa luôn. Nào bây giờ nên lòi cái này cái đấy làm cái gì không biết. Hey, lúc còn là cô à? Thì ra thì tôi muốn nói trên đây mà. Nào bây giờ đọc bài này rồi làm tiếp. Nào thế bây giờ là máy con hay máy thầy? Hả? Chị Máy ao ra là máy con hay máy thầy? con Cái cố. Nào đọc làm nhanh nào. Nên nhớ là người ta chỉ cho cái dạng này thôi nhé, chứ không phải người ta cho cái bài như thế này đâu nhá. thầy vô xuống mà. Đấy. Cũng chuyện tự làm nhá. Đây, bây giờ sẽ làm hai câu đầu tiên trước nhá. Hai câu đầu tiên thì là ở trên đầu nó có. Đấy, câu 1, làm câu 1 trước đi. Đọc ở đoạn trên này làm câu 1 đi. Rõ chưa? Thầy rút xuống một tí.
hơn nè. Chọn đi thầy. Đi. Nói to. Đi thầy. Cooking. Yes. Đây, quên mất. Nào nhanh nhanh nhanh. Từ từ một thời. Con cứ từ từ đi, 3 buổi rồi con chưa làm xong bài này đâu đấy. Nhá. Đi thi con chỉ có 45 phút thôi đấy. 45 phút là làm gì? Hơn trăm, hơn trăm, hơn 60 phút. 45 phút thôi. Bài kiểm đấy tra là cấp 1 tiết thì... một tiết chỉ có 45 phút thôi. Đây là kiểm tra giữa kỳ mà thôi. Ừ, chỉ có 45 phút thôi. Ừ. Thầy học qua thầy lại còn không biết, thầy không rõ hơn con ý nhờ. Con học qua từ lúc đấy đến bây giờ khác. Chắc chưa? Ừ. Con không chắc cực của. Now, read and write to our post. Vẫn là bài đọc đấy, thầy cho ngồi làm bài đọc.
Đọc kỹ nha. Đọc lại. I finish. Đọc lại. I finish. Thế bảo là ai à? I finish. I'm finished. I finish. Không cuối. Tiếp tục làm nhanh. I finish. Oh. Đọc nhanh, làm nhanh. Xong còn bài bên dưới viết câu nữa. Ma Canada, Lazada, Sula, Australia. Nhanh, nhanh, nhanh. Đừng có nói nhiều, biết sai lắm. Bài thì dễ. Thầy lớn hơn thì đối với thầy sẽ dễ. Hoặc thi tất cả đều có 9 chiếc một bài rồi. Nhưng mà quên hết rồi. Quên hết là bài. Cái bài này mà còn được 9 trên 10 nữa. Thật mà. Nào đừng chưa biết ta. Ý đấy nha, thì nói trước đấy. Mà thầy không giải thích từ mới ở đây đâu, làm xong thầy mới giải thích đấy. Tại vì khi không ai giải thích cho con đâu. Chỉ có tự học từ mới thôi. Thế thì mời. Đấy thầy. I'm finished. Câu cuối ra thấy đâu? Cuối rồi thầy. Để như thế, trời ơi. Nào, bây giờ là bài này là bài viết. Viết gì đây? Thầy sẽ share chuột và viết luôn lên đây, được chưa? Viết cái gì thầy? Đấy, tự sửa câu nhá. Thầy rewrite these sentences that have the same meaning. Cần biết thế thôi, thầy không nói nhiều. À, nghĩa là cái này là đã xà trộn xong rồi, viết lại thành câu đúng. Rewrite, viết rất nhiều lần rồi. Ủa, cái gì đấy? Máy lại bị lỗi rồi. Ui, đùa máy lỗi. Đùa. Mấy lần bị cái này rồi. Ui, lỗi cả. Nào nhà anh thầy share quyền điều khiển màn hình rồi đấy. Đúng
đây 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 đây. What? Sao nó cứ ra về cái này mấy nhỉ? Càng mày đáng tắt nó đi, tắt cái vẽ đây đi. Không tắt rồi đấy. Bây giờ tay con nó đang đè lên cái gì? Đây 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 đây. Bây giờ là bàn phím một con chứ. Ôi nó có còn cái cọng gì. Ơ đây đây đây. Đó là máy con chứ làm gì máy thầy. Thầy xóa cái bộ cái này đi. Thầy đã chỉnh lại là ôi đùa. Máy con đi nha. Máy thầy nó chả ừ. Làm sao cả. Hai. Nó phải thế chứ. Chắc để dò máy thầy, màn hình thầy. Ừ. Xong chưa? Chưa, từ nãy giờ viết được tí nào không thầy? Ừ. Đang viết tự nhiên. Điền thẳng vào đây, không viết lên đấy nữa. Xóa cái đấy đi. Điền thẳng vào đâu rồi? Sử dụng chuột click vào. Để share chuột tôi rồi đấy. Điền vào. Đấy, hết bị ấy rồi. Thầy không biết nhá, đúng sai thì con tự làm ấy nhá. Thầy thấy chữ không thầy? Có làm đi nhanh lên. Ừ, được. Tắt tiếng Việt ở máy con đi. Không biết tắt. Control Shift. Control Shift. Nhìn thấy chữ Control Shift chưa? Không chưa. Ôi, bây giờ chữ Control còn không biết nữa. Không chưa nhìn thấy. Ở bên dưới cáp lóc. Cáp lóc. Nhìn thấy chữ shift chưa? Rồi. Nhìn thấy chữ control chưa? Control. Ở đồng thời hai cái đấy. Control đưa rồi. CTRL ấy. Ấn đồng thời cả hai cái. Rồi thôi. Đấy bây giờ đánh chữ đi. Đấy. Đùa. Thầy sư dạy. Đấy là máy con chứ đâu phải máy thầy. Không.
Ấn hai lần cái chữ đấy thì nó khác ra. Không được. Còn ấn hai lần chữ S xem nó có bị không. Một lần nữa đấy xem nó có bị không. Đấy rồi bây giờ cách ra. Cái nào nó bị lên dấu thì ấn hai lần vào cái chữ đấy nó không mất. Thế câu trên với câu dưới nó có khác nhau không ở Đạt? Còn sai đúng không con mà có lần con ấy ngược lại nó không được xong thế là lấy này ấy y như câu trên luôn thế là lại thành đúng Thế thì là viết lại câu, viết chép lại câu chứ chả phải là viết lại câu. đây chỉ chép lại câu thôi Đây trên là kia viết cũng chỉ chép lại lại câu. câu. Nó có nghĩa giống với câu thứ nhất chứ không phải là chép lại. Các con cười là lần trước có lời con nếu nó còn được nhá phải cô này phải Đó, nhưng mà chuyên gia cãi nhé, không bao giờ nghe, cẩn thận. Short đấy à? Ủa? Ở bây giờ con đang điều khiển màn hình này à thầy? Kêu nào, câu nào dễ làm trước? Lily ở đằng trước Mickey thì Mickey ở đằng sau Lily. B2 với cái gì nhỉ? B2 với cái này đúng không này? Thầy dạy rồi, không nói lại. Nhanh lên nha, thầy chờ lâu lắm rồi đấy. Nó có 15 phút thôi mà thầy. Bài đang khó. Ở một lần chữ R nữa. Xong 4 câu rồi, còn 4 câu nữa. Câu hỏi thì cuối câu phải có cái gì hả Đạt? Nhắc bao nhiêu lần rồi? Câu hỏi của câu ngược lại thì có dấu chấm. Chấm luôn. Câu đấy cơ mà, câu đấy là câu gì?
Câu hỏi hay là câu thường? Câu Nhìn xem câu nào nó là dấu gì nhá. Câu này là số này, câu này là số này. Câu này Nhanh là nhanh số nhanh, phải này. chờ lâu lắm rồi đấy. Thế con cũng muốn nhanh đây. Cái Tại con gì? lười, con không học Hoa. bài, làm sao con làm nhanh được. Còn là câu cuối luôn. Mình kỹ xem người ta là play gì. Playground, playground, có biết đúng không thầy? Đấy mà đúng à? Không đúng mà. Thầy không nhắc thì chắc là đúng nhờ. Không, quá đúng luôn. Viết thì viết thiếu chữ lại còn bày đặt à. Nhanh 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 nhanh. Sắp xếp viết kiểu gì nhỉ? Rồi xong. Thế là hết game rồi. Bị lỗi không đánh được chữ rồi. Đây là máy con chứ đâu phải máy thầy. Vâng, con năm là mấy con mà. Nó Đưa lỗi sạc không vào đánh được nhanh chữ lên. nữa rồi. Đó. Cái gì thầy? Nó lỗi nó không đánh được chữ. Mẹ ơi! Nó lại bị lỗi không đánh được chữ nữa rồi. Tắt cái mic đi, ồn quá đấy. Nó không ấy được nữa rồi. Nó không ghi được chữ nữa. Đấy, được rồi. Rồi mẹ ơi. Chả biết con bấm linh tinh vào đâu tự nhiên nó được. Còn hấp. Có thật mà. Ban nãy đánh mai này không được xong tự nhiên cứ bấm linh tinh này tự nhiên được. Sắp xếp cái kiểu này đúng không nhỉ? Lên anh học. Nhanh nhanh, con còn đúng 10 phút nữa để chữa hết bài đấy. Mười phút hai câu này mỗi câu 5 phút. Không có chuyện 5 phút đâu, thầy còn chữa bài đấy nhá. Hư hi cái kiểu gì này?
này đúng không? Bạch Lang ở đâu nhỉ? Chết rồi. Câu quên. Câu cuối của Hoa là một học sinh. Cái gì? Finish. Đọc lại. Finish. Nào, đầu tiên từ câu trên này. Đây. Nào, người ta hỏi đầu tiên who is Satikana John? Người ta hỏi là gì? Nó hỏi là Who is? Who is là hỏi về cái gì? dạo này Who hỏi về cái gì? hỏi về thời gian hiện tại. Thời gian ở đâu ra who cơ mà? Who hỏi Who là về ở gì? đâu, Sao lại ở đâu? tại sao? Là tại sao? Tại sao cái gì ở đây? Who hỏi về người? Mấy cái từ để hỏi này con không nhớ, không biết nữa thì làm sao mà làm được bài? Người ta hỏi ai là Stuart Kenny John? My best friend nghĩa là gì? Là bạn của tôi. Thế đây là bạn của con à? Thế ai? Đi Ấy. friend. Ừ. Cái nào đọc lên. Đi. Cái này phải là bạn thân của tác giả. The author best friend. Tiếp. Where does he live? Là hỏi về cái gì? Hỏi về nơi chỗ. Where does he live? Anh ấy sống ở đâu? Anh ấy sống ở đâu? Dear cat. Hả? Ở đâu? Dear Ở đâu? cat. New gì? Dear New gì? Đọc lại. cat. Ừ? Cái từ này đọc là You gì? can't. Cast gì? Newcastle. Newcastle. Người ta nói là anh ấy he was born in Manchester. Anh ấy sinh ra ở Manchester. But now, nhưng bây giờ anh ấy sống ở Newcastle. Đọc cho nó kỹ.
Cuối cùng Stuart likes. Stuart thích gì? Ken này thích gì? U2. Nhìn kỹ này. He is interested in all types of music and sport. Anh ấy thích sport music này, YouTube này và cả Brian Adams. Này phải chọn D. Ona Kowek. Có lần con chọn D người ta bảo sai. Ai bảo con là sai? Chả sai right. Thật. Sai. Lúc con chọn người biết là D là sai. Ai còn cãi cô nữa. Thế con nhìn thấy đây nó nói gì? Interested in. Anh ấy rất là thích thú. Đây con bảo. Mẹ. Sorry, con xem lại đáp án xem nào. Xem có phải là D là sai. Thấy cứ bảo D là đúng. Này con này. Con nhầm. Là vậy. Là vậy sao? Là vậy. À. Cái câu có đâu có chọn D là câu nào? Đấy gì? On my, on A này gì? Đúng rồi, lần trước chọn cái đấy là sai. Đấy, thầy nha, mẹ con bảo lần trước chọn cái này là sai. Nhưng mà đây, đọc kỹ bài này. He is interested in all kinds of sports and music. Anh ấy rất là thích thú với tất cả gì? Thể thao và âm nhạc. Đúng chưa? Yeah. Thế có phải là all kinds of music and sports and music ở đây chưa? Interested in đúng chưa? Vâng. Yeah. Tiếp đến favorite group is YouTube đúng chưa? Nhóm yêu thích là nhóm YouTube đúng chưa? Tiếp đến này, his favorite singer is Brian Adams. Cái ca sĩ yêu thích của anh ấy là Brian Adams đúng chưa? Thế nó có ba cái này chưa? Ừ, nhưng mà lần trước con chọn đấy là sai. Mẹ con vừa bảo đây. Nếu mà biết đâu ở chỗ cô nhầm thì sao? Máy cô tính nhầm thì sao? Thì con cứ chọn giao theo thầy đi. Bây giờ thầy thử để vậy cái này thầy mở thử trang khác rồi chọn thử cái đấy xem đúng không? Hôm qua thầy hôm thứ tư thầy cũng bảo là cái gì, xong thế là chọn lại gì lúc bắt đầu finish là thầy lại sai. Family đấy. Hôm nay không con chọn sao con chọn lại là C cũng bị sai. Thế là chắc câu nào đúng không? Thầy thì bảo D thì chắc là D rồi. Thế thì lần trước dọn D chả sai. Cái này là thảo ma Canada. Cái này là do ở cái trang của chính cô giáo con gửi cho con ấy. Thảo ma Canada, Lazada, Sukla, Australia. Lịch sử đâu rồi? Hãy subscribe cho kênh chịu máy cô giáo con thầy thấy chưa sai nhá, hôm qua thầy cũng bảo đấy chưa sai nhá thầy nhá. Thế thầy cũng chịu cô giáo con làm đề rồi không chứ mười. Ờ đấy chọn all kind of music thì đúng. Ờ what? Thầy cũng chịu. Thầy thua cái máy của cô giáo con. Này thầy chịu. Nào làm tiếp. Stuart is good at dancing. Dancing. Dancing.
Dancing. Dancing. Rồi, cái câu này thì đúng. Which of the following sentence is not true? Nghĩa là gì? Câu nào? Sai. Say. Câu nào sai? Câu say sai. Tiếp câu bên dưới. Why many forest houses are made of logs? That. Why are many forest houses made of logs? Ta hỏi cái gì? Ta hỏi là tại sao căn nhà rất nhiều nhà được làm ở trong rừng bằng một loạt những cái cây đúng không? Tại vì sao? Vì trong rừng chỉ có cây thôi. Nhìn kỹ này, người ta nói này. Đây nhá. People usually build their houses with something that easy to find. Rất dễ để tìm. Vậy đi. Nó rất dễ để tìm. Lần trước con chọn C sai. A cũng sai. Bây giờ chọn A sai. Thì đây phải chọn B. Đấy, đây nha, còn lần đầu tiên con chọn C này. Xong lần thứ hai con làm chọn là... B. Bây giờ chọn A. Đó. Tại vì sao? Tại vì là những cái gì mà nó có sẵn ở đấy, nó dễ tìm thì là người ta sẽ sử dụng. Ví dụ như là gì đây? In cold place, ở nơi lạnh, thì houses are made of ice frozen water. Làm bằng băng. Băng. Tiếp. Why do houses have bathrooms? Why do houses have bathrooms? Nó hỏi về cái gì đây Đàn? Nó hỏi về tại sao trong nhà lại có phòng ngủ. Thế phòng ngủ để làm gì? Cooking à? Là gì? Cooking là nấu ăn. Thế phòng ngủ để làm gì? Phòng ngủ để ngủ. Thế ngủ thì chọn cái nào? Ngủ chọn xếp lên. Chọn cái nào? Chọn A thôi. Sleeping. Sleeping. Tiếp. Where is the basement of a house? Where is the basement of a house? Ở đâu? Basement là cái gì dạy rồi? Ở đâu trong nhà có vườn hoa? Basement cơ mà. Bỏ chân xuống. Điều hòa. Basement cơ mà là cái gì? Tầng hầm. Thế tầng hầm thì ở đâu của ngôi nhà? Ở dưới lòng đất. Thế đáp án nào đây? Là D. Under C. Là gì? Under the house. Ở dưới căn nhà. Rồi. Câu số 4, câu số 5 thì đúng rồi. Đây, đúng hết rồi. Đúng hết cái gì? Đúng câu rồi. Nào, bài nào cũng có câu sai. Đúng cái gì? Ví dụ câu 5 này. She is staying at cheap hotel this week. Cô ấy thì ở gì? Ở một khách sạn rẻ cuối tuần này. Ở tuần này. Thế đây có ở chỗ nào người ta đề cập đến không? Chỗ nào người ta nói đến từ cheap không? Không. Người ta nói là từ gì? Expensive đây này. Tiếp đến bên dưới này. Ming thinks Saturday and Sunday are the best day of the week. Không đúng nha, mình chỉ sinh gì thôi. Saturday evenings. Chứ không nói gì đến Saturday and Sunday nha. Người ta nói đến evening nha, đến buổi tối nha, chứ không nói là cả ngày. Thế nó chọn sai rồi.
con chọn nó có đúng đâu, con chọn false nó có đúng đâu. Nếu như con chọn đúng thì nó đã ở bên này, nó đã xanh. Con chọn false, nếu như chọn cái gì mà khi ấy nó hiện đấy chứ, cũng như này này, nó chịu chọn rồi thì nó hiện lên một đỏ là câu đấy là câu sai. Ừ thì con chọn sai còn gì nữa, đúng không? Con khoanh ở đâu thì thầy click vào con đấy. Khoanh là false. Ừ, thì theo thầy thì vào đâu? Đây chọn false. Nhưng con có chọn đâu? Rồi. Đâu nó có hiện ở đây đâu? Nó có hiện ở đây đâu? Nếu như thầy, mà con chọn false khi thầy thì nó đăng phải lên xanh. Khi nào thầy xem lại cái này đi xem là con có chọn false không? Ừ được, thoải mái, thầy video thầy để trên đấy mà con đi mà xem. Thầy rảnh đâu mà xem. Nhá. Thì Còn cái bài con này thì rảnh thầy sẽ đâu. Bài viết này thầy sẽ chụp lại và thầy sẽ chữa lại. Nhưng mà riêng cái bài này thì sai gần hết rồi, không đúng câu nào đâu. Đừng có mong làm cái con gì làm... cả. Nhá. Con có bao giờ rảnh để xem đâu, con toàn bận đi chơi đâu. Đi làm bận. Nói câu đấy cứ cẩn thận, thầy bảo mẹ là ăn bữa đấy. Nhá. Nhá. Chỉ cần một câu nói thôi, đêm nay về sưng mông đấy. Đừng có nói chuyện đấy với thầy nhá. Đây là con chơi chơi mẹ Không thế có nói sao không? nhiều. Thứ hai lên học đúng giờ. Bao giờ thì thi? Con tuần sau rồi. Tuần sau là thứ mấy? Con chưa biết, con chỉ biết là tuần sau thôi. Tiền một kẹp. Cái gì tự chế ấy nên là bỏ ra được luôn. Về nhà học bài nhá. Tiền luôn. Vâng. Một kẹp. Sao mà hỏi mà không phân biệt được từ nọ từ kia thì. Goodbye. Goodbye teacher.